Cái gì ấy? Sao chưa gì vào bị dí rồi? Gì vậy? Ngu. Bye. Bây giờ thì ai ngu? Nó tiếp thu cái sự ngu của mình và nó đã chạy thẳng. Hạnh phúc yếu ơi. Yếu ông ơi, yếu yếu. Quá yếu. À đây 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 đây. Great. Now I need to pick up the tablet and knock out the lock. Bây giờ chỉ cần lấy tiếng gì đây? Give up, Jack. You won't bỏ get cuộc out đi. Alive. My other creation is waiting for you. Thôi chết rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Con gì ấy? Có một cái con gì mình bí ẩn lắm. Có một cái con gì ấy? Hôm qua bị giết một lần rồi. Cái con gì mà giống như con vượn ấy. Con không phải là con robot, con nó là con người. Ê, hạnh phúc, hạnh phúc. Hạnh phúc, nếu như hạnh phúc nghe lời mình nói thì hạnh phúc hãy chuẩn bị gồng credit lên đi. Rồi xong. Số phận được định đoạt rồi. À, biết alien gì đó chơi chơi. Cú rồi. Acarito. 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 Culac. Sao mình còn sống đến giờ này? Chấm hỏi. Đứng rồi. Đứng rồi. Mình không hiểu lắm nhưng mình dần dần hiểu rồi. Great. Now I need to pick up the tablet xem này. And xem knock out the này. Lock. Xem pro thể hiện này. Xem pro thể hiện đi. You won't get out alive. My other creation is waiting for you. Vô đi bạn ơi. Tới đi bạn ơi. Mình dụ nó đi lùi á. Có nghĩa mình phải dụ đi. Có nghĩa là thế này này, mình dụ nó từ ngoài nó đi vô đến trong này nè, xong rồi mình bắt đầu quay ngược lại mình đi, hiểu không? Phải không? Ngầu. Chết luôn mạng này, này nghỉ không chơi. Buồn.
10 giờ rưỡi rồi kìa. Chết luôn, bạn này không chơi rồi. Buồn rồi. Đáng lý bọn này nó phải học cái EQ của mình chứ. Chấm hỏi. Ai bảo game này nó học EQ của mình đâu. Tại sao này giờ bọn boss nó chơi ngu đi. Đáng lý bây giờ nó phải ngu lên rồi chứ. Này giờ nó học mình mười mấy lần rồi. Gà quá hả. Trong kho có hai đường đi. Ừ nhỉ. Hay. Hay. Mr. Cat. Gì con mèo quay lại à? Qua đấy. Hay lắm. Sơn nghĩ con này thế nào rồi sao? Bớ. Give up, Jack. You won't get out alive. My other creation is waiting for you. Đâu rồi? Bạn đâu rồi? Qua đây bạn ơi. Bạn cú vẹo, cú vọ gì ơi. Bạn đâu rồi? Qua đây gấp. Ôi. À kia rồi. Hai con đánh nhau này, hai con chuẩn bị đánh nhau này. Một hai ba múc nhau, múc. Hai con đấm nhau. Bảo, tại sao mày ở đây? Tại sao mày ở đây? Tại sao mày không đi làm việc của mày? Tại sao mày lại đứng chỗ này? Chỗ này là chỗ vọng, địa bàn này là của mày à? Để mình nghe hư. À, hư. À, hư. The fuck? À, nếu như ai không biết thì nó đang đứng trước mặt mình, nó dừng lại rồi. Con mèo ấy. Con mèo đang đứng trước kia kìa, con mèo dừng rồi. Con mèo nó dừng ngay gần chỗ con kia luôn. Thôi. Tại sao con mèo lại ở
sao con mèo lại đi về rồi? Tại sao con mèo về sớm vậy? Great. Now I need to pick up the tablet and knock out the lock. Chờ, nãy giờ nó nằm đây mà mình đi tìm. Ủa cái gì này? Tại sao? Please tell me why. Why? Đây đây, loe sáng đâu đây này. Rồi rồi, nhanh nhanh nhanh. Now I need to pick up the tablet and knock out the lock. Giờ dụ dụ. Tưng 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 tưng. Give up, Jack. You won't get out alive. My other creation is waiting for you. Đâu rồi? À đây rồi, đây rồi. Ôi chết, ngu rồi, ngu rồi. Mèo ngu về. Tăng 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 tăng. Peace, 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 peace. Mình thuộc cái map này rồi. Vấn đề là mình chưa kiểm soát được con cú lắm. Con cú còn hơi khó kiểm soát. Xong rồi. Bây giờ chờ con mèo về là xong mình đi rồi đúng không? Hello Lưu Đình Tiết Lộc. Đấy, giờ chờ con mèo đi về và sau đó ông bây giờ đi đâu ấy nhỉ? Lấy đứa xe ben đi đâu ấy? Tắt đèn cho chắc. Chạy ra ngoài là ra được checkpoint à? Oh my god, mình chờ cái checkpoint đã lâu lắm rồi nè. Con mèo nó cắm trại luôn nè. Không, nó đi vô rồi. Checkpoint. Ủa mà cái này cầm đi đâu nhỉ? Mục đích của mình cầm đi đâu? Kết nối, không kết nối. Toàn không kết nối này, coi cái gì. Bấm được có 4 cái à? Ô, oh, anh chàng đẹp trai. Ok. Đây à? Chi vậy? Cậy cửa. I need to distract this toy. They seem to be attracted to noise.
Hãy giật mình. Oh my god. Em. Rip. Sao con mèo lại đi ra đây? Điều khiển radio rồi mà, mới điều khiển xong. Mình đang ngồi dưới này mà đúng không? Ok rồi. Con mèo không vào đây à? Oh shit, sao con kia đứng đấy? Bật radio cho nghe nè. Sao con này đứng đấy? Hết việc làm à? Có thiết bị điện không? Rip. Một cái map này cũng nhỏ nhỉ, không có gì rộng lắm. Giờ con biết chỉ đứng đây giờ sao? Điều khiển radio từ xa vô trong phòng đó kiếm cái từ cái tủ núp trong đó chỉ tiếp cho à? Nè, núp rồi nè. Nhà vệ sinh này, vô đi chơi cũng được. Giật mình điện ơi, đừng làm mình giật mình. Núp trong này đi. Rồi chỉ đi. Giờ làm gì? Kiểm tra radio chạy chưa? Radio nó có chạy đâu. Nó không biết như cứ đứng đây hoài à. Sao tự dưng hai đứa gặp nhau nói chuyện à? Hàn huyên là chuyện ngày xưa đấy. Hai chúng ta cùng ở bên nhau. Làm chuyện đó, làm chuyện kia. Ai, hai con bích cứ đứng đây giờ làm sao đây? Ai có sáng kiến gì không? Nó đứng đó sao được là sao? Giờ hai đứa đứng đó luôn kìa. Hai anh đứng đó kìa. Đứng một cục luôn kìa. Giờ chặn đường mình rồi sao ra? Chấm hỏi. Hai thằng ngu này. Ô, ai vậy? Anh chàng đẹp trai nào vậy? Sao đầu hói hói nhìn ngu nhỉ? Hai con bích này. Thử bật radio cho nó nghe coi nào. Bấm e luôn rồi này mà. Ra nghe radio kìa em ơi. Em gì ơi? Hai con bịch này. Chấm hỏi, chết đi hả? What the fuck? Solo, đúng rồi đấy, con mực hạnh phúc. Giờ mình ra solo hai này. Đâu rồi? What the?